Dạ vâng, cháu cảm ơn tí. Ăn một cái thì cơm. Cứ gọi là của nhà. Hello, xin chào bà Tiêu nha. Đây là cái gì? Dạ, mình mai mình cứ bỏ nó bóc ra ăn. Con nhiều bà ơi. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Năm nay gần 80. Ôi bà, gần 80 rồi vẫn khỏe. Là gì? Chân đấy yếu không đi được. Phải chống lại. Người ở đây người ta 90 người ta khỏe chứ đang này. Đang này. Cho con tuổi bóng này. Năm nay 77. Thì bà yếu từ năm ngoái thì yếu quá, phải nằm ở bệnh viện Hà Nội mất một tháng. Sao bà? Bị loãng xương. Thế là bà nằm viện ai chăm bà? Cháu nó ở... Bây giờ nó có hai cháu ở bên kia. À, dạ. Hồi nay! Anh Hải kêu. Dạ, cháu đau chân mà. Anh Hải ngồi nè. Ừ. Ngồi với tư cách đi, ngồi đi. Em là ai sẽ tận từ Hà Nội về đây? Dạ vâng ạ. Vâng đây. Có hai con này. Nó không ăn à? Đi học hả? Con cái này là con mới tơ hả? Còn tơ hả? Hay là sao? Hay là già rồi? Không không. Chắc là đã đẻ rồi. À, đẻ. Kiếm đường nó ra kìa. Bé Hằng có nuôi nó đẻ không bé Hằng? Có nuôi nó đẻ không? Nó đẻ hả? Bà là như thế nào với bà Hằng này vậy? Cháu Hằng này nó gọi cô bằng bà nhưng mà bà bác. Tức là bà là chị của bà của Hằng. Chị của bố Hằng. À chị của bố ạ. Chị của ông Hằng. À vâng, chị của ông. Ông này đẻ ra bố Hằng. Vâng đấy. Thế Hằng là có nhiều anh em không ạ? Có ba chị em. Có một chị gái nữa học lớp 12 với một. Cho bé Hằng ngồi say lại. Thằng này là em Hằng. Cho bé Hằng ngồi say lại. Tức là ở cùng với bà luôn. Hello. Ừ. Bố mẹ không xe đi làm xa. Bà là chị gái của ông nội. Ừ, chị gái của ông nội. Ăn đi. Em ra thì đi học trước. Vâng, cháu em phải đi học chiều đấy. Cháu nội ngoại của bà nó ở bên đây mà. Cô ông già cũng khóc. Ông già cũng khóc. Cô không có gia đình. Chứ cô đi xuất đi xong rồi là đi xuất đi xong rồi bị thương xong rồi bị cũng bị thương vào chân nên là. Chứ bà là thanh niên xung phong à? Ừ. À, thế là bây giờ bà có lương hưu không? Có. Bây giờ lương hưu được 4 triệu rưỡi. Đúng rồi. Thế có mà làm chế độ chất độc bổ cam bà có làm không? Không. Ở ngoài này mà. Chị thấy hay bắt mấy con kia nhé. Không, không phải trên trường, ở ngoài bác. Ở ngoài đây luôn. Nguyên mà cầm vào và mai mốt bà về cõi vong giới thì có thể bà là bà cụ tổ. Có này đi học luôn bây giờ. Con bò cất cốc đây bà rót nước vào. Rót nước vào. Và siêu ấy. Nó gặp phịt và siêu. Thôi bà kệ ai uống thì rót vào. Bà ơi khỏi khỏi đâu em. Ai uống thì rót vào. Cứ để đấy. Cô học lớp 4 rồi. Không. Con bé này nó học lớp 8 rồi. Lớp 8. Màu bông lan màu trắng.
Chị là học lớp 12. Vâng. Chị là vẫn là em của Hằng. Là chị. Chị của Hằng. Màu hồng và đi nhuộm ạ. Vậy thế em nuôi sao mà để em lai màu hồng đấy? Lai nó màu hồng đấy. Đục lại. Lai lai thuộc sông. Nhuộm thuộc sông màu trong nhiều view á. Ở bữa nào em quay YouTube anh. Ai cũng lên ấy là cũng xem cũng biết hẳn. Ra chợ các người cứ hỏi. Ủa thế hàng nó đi bao giờ mới về? Ừ. Em nó khỏe thì nó đi xuyên Việt rồi. Thế thích nhỉ? Thế thích. Hàng nổi tiếng rồi. Hồi hôm live stream hơn chị Huyền rồi. Hồi hôm lên live stream cái 150 mấy cô chú anh chị vào xem luôn. Ừ, con đi học nhá. Đi xe đạp. Đi học. Vâng, đi học. Trường gần đây không bà? Học Tân Phố cơ. Đi mấy ngày không thôi. Đó chỗ đó đang phố mãi ngoài kìa. Phố ăn đấy à? Đấy. Sao? Thế ăn là tận đâu? Sao không bảo các chú các anh ở bà để về đây anh ăn cơm. Bà đã hôm qua bảo điện về bà đã nấu cơm rồi. Thử đấy. Đi chết cái hàng à. Bỏ hai con đừng có bỏ em. Sao lại bỏ túi thế hả? Tí nó cắn rách cái quần đó hả ơi. Đi 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 đi. Chuột này nó có phá không? Cắn quần. Đi đi ấy đi. Đi đi đi. Chuột này gọi là chuột gì? Hamster. Chuột này gọi là chuột hamster. Cái chuột nước ngoài à bà? Nuôi cảnh nuôi kia thì nhìn chả biết nào. Nó nuôi cảnh nuôi kia thì chứ. Nuôi lâu chưa? Lâu rồi. Hàng cũng phải đến. Có bán được con này khó chứ. À bán được nhiều không? Lúc mà em ship đi xong rồi. Ê, ship sao? Ông bà cô chú có đang mua chuột chị này liên hệ với bé Hằng nha. Đúng rồi, cả nhà muốn ai mua chuột không? Đọc số điện thoại đi. Đọc số điện thoại đi bây giờ. Đi xa quá khi nào về nhà mới em ở tận Hà Nội à? Không, quê cháu ở quê Bắc Ninh à? Không, Thái Bình. Thái Bình à? Gọi qua bên kênh bé Hạt Tiêu nha. Hoặc là vô Facebook là Hằng kìa. Hằng gấu. Hằng bia. Hằng B E A R gấu 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 hình cô chú vô với chữ gấu luôn sao đâu ra hằng nhưng mà hằng 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 gấu tiếng Anh á hằng mà gấu tiếng Anh á cả nhà vào thấy hằng bia với hằng mặc một cái áo màu hồng hằng bia đây mới đọc quá quá phải sao đọc từ nãy bận quá quá nãy đó đi ăn mặn quá đó rồi đó rồi huy huy sai xe à sai xe nó ngồi xe à bé Hằng ơi, hiện tại em bán bao nhiêu con? Anh vừa lùi xe ra ngoài cái trung tâm. Hiện tại em bán bao nhiêu con để bán? Có ông Hà đang công ty một tí này, từ lâu gặp chưa? Có 6 con nha cô chú anh chị. Số lượng có hạn có 6 con thôi. Cô chú anh chị nào mà mua chuột thì cứ để lại số điện thoại trên kênh bé Hạt Tiêu nha. Nhưng mà con nào cũng uống nần. Nhưng mà cô chú mà mua thì ship như thế nào? Mai đi hội. Đâu? Đi hội Đông Đông. Mùng 8 mới hội cơ mà. Mùng 8. À. Mùng 8 rồi. Đem ra hội bán trên bà ngoại thế là mua cái này mua được bao lâu xong rồi mới bán hàng. Mùng 8 là hội cả bên quê quê bố. Vậy hả? Quê bố nó ở bên. Con hồi rồi nó 200. Nhưng mà ship đi xa được không? Ví dụ mà xe buýt. À chỗ nào có xe buýt mới ship được hả? À như là xe buýt người ta không nhận tàu. À cứ người lớn đi ra. Đây con này khó ship lắm. Ai ở gần gần đây á thì mua ông nội. À, Bắc Ninh nhá. Ừ. Bắc Ninh họ. Gần hội ship được không? Đi suốt này để nuôi làm sao? Dạ. Đi suốt này để nuôi nào. Dạ. Con không nuôi được. Thì con quay lên cho cô chú ai ở Bắc Ninh gần phải hàng thì mua ủng hộ bé Hằng đó. Hội hè là người ta bán nhiều lắm. Dạ. Kể ra mà hai con này con nào cũng được con nào không được người ta không là cho hàng. Đưa ra cho các con nào cũng được con nào con ra xem là làng canh đông hộ à. Mà giờ người ta đóng cửa nhầm có wifi không các nhập anh ở đây đúng không hay lắm á con hả khi nào lờ linh một đến tám là linh à không mùng tám là hội trên nhà nó đây hội dưới nhà cô có hội có hội mua hội hàng mi mà em mua ừ. Một con ý là đầu tiên em ăn keo đi bán á chuẩn bị
bán cho khách á. Ăn cái kẹo đi. Ăn đi. Cái lúc mà em ăn bán. Ôi vừa ăn cơm no xong, vừa ăn xong mình lên giường ngủ đây. Chờ chờ mãi không thấy về. Mật khẩu là gì đấy? Rồi, bấm vậy thôi đi em. Hình như nó ỉ trong đây đúng không? Nè, cái này là ỉ đó là thức ăn đấy. Kiểu ăn đi con. Trời rồi em bỏ trong đây nó tưởng thức ăn nó lại ăn vô tiếp. Không. Nó khôn chứ mấy hai. Nó tưởng thức ăn nó lại ăn tiếp hả? Chèn ăn bánh gà ăn cái đã không? Nuôi khoảng mấy tháng. Lớn nhanh hả? Sao em không lớn nhanh mà chục lớn nhanh thế? Cái này được bao nhiêu tháng rồi hàng? Nuôi gà. Trọng lượng của nó cũng bằng mình đấy, 3 cân đấy, 3 cân xong rồi lúc 3 cân xong rồi lúc nuôi đến từ 1 đến 6 tháng, à từ 1 đến 6 tháng thì nó cũng lên được 6, 5, 5, 6 cân, không từ đó, không lớn được, lớn là bằng cứ, mẹ nói bố mẹ nó mang đi hết viện này viện khác, rồi là đi cả, gọi là đi kéo, cái người kéo mà xương, đặng, kiểu kéo xương kéo quen, chết gì đấy những người chết mà gì thế là cũng đi kéo mộ xung quanh mộ để cho nó lớn mà cũng không lớn được. Rồi là đi chữa cả ông lang, gọi là ông thầy lang, ông tiên ông tung gì đấy ông Phú Thọ đấy, ở đền Hùng thế, nhưng mà cũng ôi rồi cái ông lang ông bắt đấy, ông chỉ ấn vào đông nào, ấn vào sườn này là ông biết là bệnh gì, bệnh gì. Chả chữa đâu. Cô cũng đi chữa đấy nhưng mà cũng có khoản đâu. Cô mà chống gậy con ạ. Thí dụ mình nói chuyện với người đó. Đây, được, để cô. Dạ, con cảm ơn, hoặc là dạ em cảm ơn nha. Rồi, đứng lên chào anh chị nha. Cảm ơn. Vậy, bấm tắt điện thoại. Bye bye Hằng nha. Bye bye Hằng nha, mấy chị về nha. Thôi, cháu đưa các cháu đi nhá. Rồi, dạ. Con xin phép về nhà nhưng mà con về nhưng mà bà con về. Dạ. Con xách đồ. Bye bye nha. Bye bye. Có gì lại alo nha. Alo nhỏ xong rồi mình có kết bạn Zalo rồi mà. Kết bạn Zalo bạn. Mấy mốt chị kêu họp nhóm là sống vô họp nhóm nha. Nè đến đây rồi lại còn ăn cơm ở phố. Có kết bạn Zalo rồi cho nên là hàng đồ giặt rửa của em bỏ trong tủ lạnh đi sợ nó hư nhá. Bye bye với Hằng nha. Đấy bà chị giao hẹn. Ăn người về nhé bé Hằng ơi. Có vô ôm bé Hằng không? Vô ôm bé Hằng đi. Thôi về. Thôi chị không vô lấy nhá. Thôi chị không vô lấy nhá. Bye bye bé Hằng nha. Bye bye. Sáng năm thì em đi cùng với các chị. Dạ, sáng năm rồi em vâng. đi với tụi con. Vâng. Bây giờ em còn nhỏ quá. Vâng. Bye bye Hằng nha. Bye bye Hằng. Đi về đây. Giữ gìn sức khỏe nha. Hằng ơi, ôm anh cả nào. Đi ôm anh Hải cái nha. Ôm anh cả nào.
Trời ơi, mỗi ngày nào bé đi chơi đây. Vâng. Rồi bây giờ thì Hà cũng xin em khép lại video. Rồi bây giờ chuẩn bị đi về nhé. Bây giờ thì chuẩn bị về nha cả nhà. Con chào bà, chào bé Hằng nha. Bye bye nha. Phải tăng lên 1 ký 2 ký mới rước nha. Vâng. Bye bye nha. Con về nha. Con đi làm không? Không. Mấy giờ nghỉ đi? À, trời mưa rồi nghỉ ngày. Trời mưa. Trời mưa. Ngày mai sẽ đi làm nha.